tham quan vườn nhà. Các loại trái cây phần 3. Trái gì đây? Trái gì đây? Dưa xanh. Dưa xanh. Tên tiếng anh đọc là honeydew melon honeydew melon trái gì đây dưa vàng dưa vàng tên tiếng anh đọc là cantaloupe melon cantaloupe melon Trái gì đây? Bưởi đỏ. Bưởi đỏ. Tên tiếng Anh đọc là grapefruit Grapefruit. Trái gì đây? Bưởi. Bưởi. Tên tiếng Anh đọc là Pomelo. Pomelo. Trái gì đây? Tác. Tác. Tên tiếng Anh đọc là Kumquat fruit. Kumquat fruit. Trái gì đây? táo tàu Táo tàu Tên tiếng Anh đọc là Jujube fruit Jujube fruit Trái gì đây? Trà là trà là Tên tiếng Anh đọc là Date fruit Date fruit Trái gì đây? Ô liêu. Ô liêu tên tiếng anh đọc là olive olive trái gì đây mộc qua mộc qua tên tiếng anh đọc là Quince, quince, trái gì đây nhãn nhãn tên tiếng anh đọc là longan Longan. Trái gì đây? Sung. Sung. Tên tiếng Anh đọc là fig. fig.